Chào quý vị, trở lại chương trình trực diện TV. Trong thời gian vừa qua thì có nhiều cái thông tin liên quan đến việc bà Nguyễn Phương Hằng, đặc biệt là sau một cái buổi đó mà bà Phương Hằng tổ chức gặp gỡ rất là nhiều người và được sự hưởng ứng của khá nhiều những cái fan hâm mộ. Có thể nói rằng sau khi mà ra tù thì thậm chí là nhiều người đó họ đến với bà Phương Hằng trực tiếp và ủng hộ bà Phương Hằng. Có thể nói rằng cái lực lượng nó rất đông. Và đến ngày hôm nay thì cũng tạo ra khá nhiều các cái sự tranh cãi qua những cái buổi mà gọi là gặp gỡ đó. Thí dụ như chúng ta thấy rằng bà Phương Hằng có hát những cái bài hát, rồi có nhiều cái bài phát biểu, có những cái sự chia sẻ. Và gần đây nhất thì những cái sự tranh luận nó bùng nổ lên và nó mang tới cái yếu tố và nhiều bên đó họ đặt vào có hay không cái vấn đề chính trị ở trong này. Cụ thể là bà Phương Hằng nói về một người phụ nữ và cho rằng đó là một người phụ nữ có thể là có liên quan đến đảng Việt Tân ở phía bên Hoa Kỳ và đã tiếp xúc với bà Phương Hằng để mà đưa ra những cái lời lẽ theo cái kiểu là lôi kéo hoặc là thông qua bà Phương Hằng để mà kích hoạt, kích động rồi kết nối với ông Minh Tuệ hay là những cái fan hâm mộ của ông Minh Tuệ để mà tạo ra những hiệu ứng, để mà tạo ra những cái hoạt động và lợi dụng vào cái đám đông để mà kích hoạt những cái sự chống phá, chống đối. Đó là theo cách nhìn của những người trong nước. Thì đây là một cái sự việc có thể nói đến ngày hôm nay đó chúng ta thấy nó rất là nghiêm trọng. Không phải là một việc đùa nữa. Một cái người phụ nữ mà bà Phương Hằng tố cáo là một người phụ nữ có hình ảnh, thấy rằng có âm thanh. Đó là người thật, việc thật. Nhưng mà toàn bộ cái buổi mà nói chuyện với bà Phương Hằng đó thì nhiều cái góc máy quay, nhiều cái chương trình YouTube mà đã đưa lên thì chúng ta thấy rằng nó cũng dừng lại ở một mức độ. Và tất cả những cái điều đó đó nó cho thấy rằng đây là một vấn đề không phải là đùa được. Bởi vì nó rất là nghiêm trọng. Nghiêm trọng là sao? Ở chính quyền của Việt Nam hay nói đúng hơn là Bộ Công an của Việt Nam cách đây cũng cũng khá lâu rồi, hình như là năm 2016 là phải. 16 hay 18 gì đó đã bắt đầu đưa đảng Việt Tân vào cái danh sách là đảng khủng bố, nói chung là gọi là tổ chức khủng bố. Ở Việt Nam thì không gọi là đảng Việt Tân mà nói rằng đó là một cái tổ chức của đảng Việt Tân. Thì cho nên là ở trong nước đó người ta có những cái quy định rất là rõ ràng. Theo như cái thông báo của Bộ Công an của Việt Nam là nói rằng người nào mà tiếp xúc, người nào mà truyền bá, người nào mà nhận tài trợ hoặc là tài trợ hoặc là tuyên truyền hoặc là có những cái hoạt động gì đó thì đều là bị vào cái tội khủng bố. Tức nghĩa rằng cái tổ chức đó ở Việt Nam người ta đã xác định rất là rõ đó là tổ chức khủng bố. Thì những ai kết nối với cái tổ chức đó đều bị xác định là khủng bố hết. Cho nên là ở trong nước đó nó thể hiện một cái thái độ rất là rõ ràng. Tất cả mọi người dân họ đều đều biết những cái điều đó. Và ngay cả không cần cái Bộ Công an của Việt Nam họ thông báo thì chính là trong cái luật hình sự của Việt Nam cũng đã quy định như vậy. Thí dụ như những cái tội liên quan tới tội khủng bố chẳng hạn hay là những tội gọi là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Thì với những cái tội đó đó thì người ta nói rằng là mình tham gia hoạt động, tham gia thành lập và gia nhập, thậm chí là mình ủng hộ, mình làm tuyên truyền, mình vận động, mình làm mọi thứ đó thì đều là phạm vào cái tội gọi là hoạt động lật đổ hết. Chứ không cần phải làm đi đặt bom, đặt mìn, đặt hoặc là rải tiền đơn hoặc là làm những cái chuyện mà gọi là phải mang tính chất là nó có thiệt hại vật chất thì mới là phạm tội. Cho nên là cái điều này đó nhiều người ở hải ngoại, nhiều người mà trong các tổ chức mà gọi là chống chống cộng hay còn gọi là hoạt động quạt náo dân chủ nhiều khi họ cũng rất là mơ hồ. Có khi họ không hiểu gì hết. Thậm chí là ngược lại họ lại đi xúi giục, họ đi kích hoạt, kích động và nghĩ rằng là vận nước đã đến rồi. Theo cái kiểu rằng là người dân mà tập trung đám đông á, rất là dễ để mà tạo ra một cái mồi lửa để mà bùng phát lên để cho người dân xuống đường, người dân biểu tình, người dân đình công, người dân bãi khóa chẳng hạn. Họ cứ nhìn vào những cái hoạt động ở bên một cái đất nước nào đó, ví dụ Syria hay là những cái nước ở bên Đông Âu cũ chẳng hạn. Và nhiều cái hoạt động mà gọi là hoạt động đấu tranh dân chủ nhân quyền. Nhưng mà họ quên rằng
đối với luật pháp ở trong nước nó rất là rõ ràng. Người dân ở trong nước người ta đã sớm coi như hiểu biết được rằng phía bên luật hình sự của Việt Nam hay là những thông báo theo kiểu là khuyến nghị của bên Bộ Công an của Việt Nam rất là rõ ràng. Cho nên một cái bà phụ nữ này mà bà Phương Hằng nói rằng đó có thể đó là người Việt Tân, và với những cái lời kêu gọi là hãy kết hợp với ông Minh Tuệ, kết hợp với những cái fan hâm mộ của ông Minh Tuệ để mà tạo ra những cái sự lên tiếng hay là tạo ra những cái hiệu ứng này hiệu ứng khác đó. Chúng tôi không muốn đi sâu hơn về những cái vấn đề đó. Tuy nhiên, nếu như mà có cái cơ sở xác định là người phụ nữ đó là của Đảng Việt Tân hay là có liên quan, có thành viên, có thân hữu hay là có hoạt động gì đó của Đảng Việt Tân thì đây là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Đây là một cái việc mà có thể nói là một cái vụ án hình sự. Hình sự rất rõ ràng quý vị, không phải đơn giản. Thì sau khi cái sự việc nó vỡ lẽ ra thì ở hải ngoại chúng tôi cũng thấy rằng có một số các cái nhóm nhảy vào thì chửi bới bà Phương Hằng hoặc là tấn công bà Phương Hằng một cách rất thậm tệ. Rất thậm tệ luôn, bởi vì họ cứ nói rằng là bà Phương Hằng đã dựng chuyện. Và thậm chí có kẻ còn nói rằng bà Phương Hằng đó đưa cái người phụ nữ đó, người phụ nữ đó có thể là người thân hoặc là người phụ nữ đó là người làm công cho Đại Nam, làm công cho bà Phương Hằng để rồi dựng cái chuyện đó lên để tạo ra những cái hiệu ứng để mà tự đánh bóng tên tuổi của mình hoặc làm đi vu oan cho một cái tổ chức nào đó ở hải ngoại. Thì tất cả những cái điều đó đó chúng ta thấy rằng thật ra đối với người ở trong cuộc như là bà Phương Hằng cũng đã sớm nói rất là rõ là vụ việc này sau đó đã được báo công an rồi, tức nghĩa là báo công an, báo với chính quyền và cho biết là cái sự việc nó là như vậy. Nhưng mà đến ngày hôm nay chúng ta thấy rằng cả một cái cộng đồng mạng ở Việt Nam họ đi truy tìm cái bà phụ nữ đó, họ muốn soi cái bà phụ nữ đó ở đâu, nhưng mà đến ngày hôm nay người ta không biết bà phụ nữ này ở đâu. Nếu như mình bị tố cáo oan, mình bị tố cáo sai hoặc là mình bị nghi oan chẳng hạn thì mình phải lên tiếng. Mình không lên tiếng trực tiếp với bà Phương Hằng được thì mình phải lên tiếng ở những cái kênh YouTube khác. Hàng tá những cái kênh YouTube ở trong Việt Nam có thể là u bám vào những cái vụ việc như thế này, thậm chí là có thể lên báo chí gọi là chính thống ở trong Việt Nam để mà mình trình bày, hoặc là thậm chí hơn nữa là mình cũng có thể trình báo với công an, mình nói là oan, bị bà Phương Hằng nói như vậy là không đúng, hoặc là mình có thể trực tiếp đến Đại Nam để mà xin gặp bà Phương Hằng để mà đối chối. Có quá nhiều các cái cách để mà bà phụ nữ đó phải lên tiếng để mà cho biết thực hư cái vấn đề như thế nào. Hoặc là cũng có thể xác định rằng đây là một việc họ hiểu lầm. Tôi nói rất là bình thường thôi, như bà Phương Hằng bà hiểu sai chẳng hạn. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta thấy đến ngày hôm nay bà phụ nữ đó có thể nói là mất tích một cách bí ẩn. Hay nói đúng hơn là bà ta ẩn giấu ở nơi đâu, hoặc là bà ta không muốn xuất hiện. Hay là có người thì họ đồn rằng có thể là bà ta đang bị vịnh rồi, đang bị công an người ta điều tra rồi, hay là bà ta đang phải bị một cái rắc rối gì rồi, có phải hay không? Thì tất cả những cái điều đó toàn là những thuyết âm mưu. Chúng ta thì không đặt cái vấn đề thuyết âm mưu ở đây. Còn nếu như bị bắt á, hay là bị điều tra thì thiết nghĩ rằng ở Việt Nam bây giờ thì luật hình sự, luật tố tụng hình sự cũng rất là rõ ràng. Có thể nói nếu mà khởi tố thì không có lý do gì mà người ta không có ra một quyết định. Hoặc là nếu có mời hay tạm giữ gì đó thì người ta cũng có quyết định tạm giữ. Quyết định tạm giam hay là quyết định gì nữa cũng phải có, chứ không thể không có. Và nếu như bà này mà bà bị cái vấn đề gì cũng còn thân nhân chứ. Hay còn bà con, còn anh em, còn chồng con. Hay là còn những cái người bạn bè gì đó người ta cũng biết để người ta lên tiếng dùng. Nhưng mà đến ngày hôm nay trong cái cộng đồng mạng thì gần như im ả, gần như không có tiếng nói. Thì đây là một sự việc rất là nghiêm trọng quý vị. Có thể nói là cộng đồng ở hải ngoại đó thì đa phần người ta không quan tâm. Nhưng mà có vẻ những cái người mà hoạt náo chính trị hay những người mà lợi dụng vào các cái gọi là đấu tranh dân chủ nhân quyền để mà trục lợi đó thì họ lại quan tâm. Họ lại ồn ào, họ lại lớn tiếng và họ lại vịnh vào cái vụ việc này để mà họ đả kích bà Phương Hằng. Hoặc là họ đả kích cái luật pháp của Việt Nam, hoặc là họ cho rằng đó là một sự bóp nghẹt hoặc một sự u oan, hay là nói rằng cái việc đó không có rõ ràng các thứ, họ mang cái tính chất là họ muốn bao bọc. Nhưng mà góc độ khác thì chúng ta phải cần nhìn nó mang chất khách quan hơn. Có hay không, nếu như bà phụ nữ đó oan
nếu như bà phụ nữ đó không có cái ý đồ mà gọi là muốn kết nối để tạo ra một sự kiện liên quan đến chính trị, liên quan đến cái việc mà tập hợp quần chúng để mà lật đổ hay là đấu tranh chống chính quyền Việt Nam, thì phiền phải trả lại cái sự thanh danh cho bà ta, trả lại cái sự công bằng cho bà ta, và cũng phải lên tiếng để mà cho biết được rằng đâu mới là sự thật của vấn đề. Còn ngược lại thì cũng phải cần có một cái sự giải quyết rất là rõ ràng, có hay không có sự kết nối, có hay không một cái bàn tay từ cái bên ngoài nhúng vào để mà lợi dụng vào cái việc mà tập hợp quần chúng, lợi dụng vào cái việc mà nhiều người hâm mộ đối với ông Minh Tuệ hay là đối với bà Phương Hằng để rồi kích hoạt một cái sự kiện gì đó, đốt lên một ngọn lửa gì đó trong Việt Nam. Thì chúng ta thấy mà cả bà Phương Hằng, cả ông Minh Tuệ thì bây giờ đã trở thành những cái sự kiện rất nóng, đã trở thành những cái sự kiện mà nhiều kẻ khác họ muốn đu bám vào hai cái nhân vật này để mà họ họ tạo ra cái sự mà nổi tiếng hoặc là để cho người ta chú ý đến mình. Có người thì họ chọn bằng cái cách là họ tấn công vào ông Minh Tuệ, tấn công vào bà Phương Hằng, hoặc là họ đả phá, họ khiêu khích, thậm chí là có nhiều người họ sử dụng những cái trò gọi là chụp mũ, mạ lị hoặc là theo nhiều cái hình thức khác nhau. Và tất cả những hình thức gì đi nữa mà theo cái hướng tiêu cực như vậy thì có thể là rất là đáng trách, không nên bao giờ mà như vậy cả. Bởi vì sao? Mình làm như vậy thì chẳng khác nào mình là gây rối thêm, và mình làm như vậy thì mình cũng nhận được cái rắc rối rất lớn về mình. Và đó là một con dao hai lưỡi và rất có thể là bị xã hội, bị cộng đồng người ta tẩy chay và người ta cũng khinh miệt. Đó là cái điều mà không nên. Thì thật ra đó, chúng ta cũng có cách bình luận, có cách đánh giá giữa ông Minh Tuệ với bà Phương Hằng, hai người hoàn toàn khác nhau, không có vấn đề gì cả. Ông Minh Tuệ thì có người nào yêu quý ông Minh Tuệ thì cứ yêu quý, và người nào chỉ trích, người nào mà có không hài lòng hoặc là đánh giá ông Minh Tuệ thế nào thì đó cũng là cái quyền. Thì mỗi một cái xu thế người ta đều có một cái lý giải khác nhau. Dĩ nhiên là không có nên mạt sát, không có nên dùng những cái lời lẽ mà nó rất là khó nghe, không hoan hòa, đó là mấy điều mà chúng ta đáng nói. Chứ còn bà Phương Hằng cũng vậy. Bà Phương Hằng mà sau khi ra tù thì quá nhiều các cái sự tranh luận, người khen thì cũng rất nhiều. Chúng ta bằng chứng là thấy hàng ngàn người, thậm chí là hàng chục ngàn người đã tham dự vào những cái buổi mà bà Phương Hằng tổ chức ở tại Đại Nam. Và chúng ta thấy cái khí thế đó thôi cũng đã biết rồi. Và những cái buổi livestream hay là những cái bài phát biểu của bà Phương Hằng trong cái cuộc gặp mặt hoặc là những cái chương trình video clip mà riêng lẻ đó, từ hồi ra tù tới bây giờ thì thấy rất là đông, đông người theo dõi lắm. Điều đó cũng cho thấy rằng cái lượng thu hút của các cái người mà hâm mộ hay là không hâm mộ cũng rất là nhiều. Nhưng mà đến cái chiều ngược lại thì cũng vẫn có những cái người họ chỉ trích. Cái lượng chỉ trích thì chúng ta cũng không có sự đo lường thử coi nó bao nhiêu, nhưng mà thấy cũng khá đông. Chính vì cái điều đó cho nên chúng ta mới thấy được một cái xã hội đó, nó đa dạng, và cái ngôn luận ở trong Việt Nam bây giờ nó cũng đa dạng hơn, nó nhiều chiều hơn, và có thể nói rằng nó cái giới hạn của nó rất cao, tức là nó thoải mái hơn và nó mạnh mẽ. Và đến ngày hôm nay đó, những cái lời đồn là liên quan đến việc bà Phương Hằng bị bế, bà Phương Hằng bị khởi tố thêm lần hai hoặc là trở lại bị rắc rối hình sự vậy, lần thứ nhì, thứ hai, thứ ba gì, thì tất cả những cái điều đó là những điều mang chất bịa đặt. Nếu mà tính tới thời điểm này là những cái việc tạo dựng và nó không có cơ sở. Thì chúng ta muốn trở lại cái vấn đề đó ngày hôm nay là muốn chia sẻ với quý vị là tại sao mà những cái tổ chức gọi là chống cộng ở hải ngoại, hay là chống cộng cùi ở hải ngoại, hay là nhân danh chống cộng để mà trục lợi, hoặc là lợi dụng những cái vấn đề mà tạo ra cái tiếng vang ở trong Việt Nam, bề nổi trong Việt Nam để mà tự đánh bóng cái tổ chức của mình, suối trẻ ăn cứt gà đó, hay là suối người ta để mà rơi vào những cái hoàn cảnh làm cái vật thí thân cho mình. Nhiều cái tổ chức hay nhiều cái cá nhân nhân danh chống cộng ở hải ngoại này, có thể là họ quyên tiền hay bản thân họ có một ít tiền thì họ rót vào cho những cái cá nhân hay là những cái nhóm người nào đó trong Việt Nam với những cái lời hứa hẹn trên trời dưới biển, và những cái đường hướng chính sách của họ cũng chả có ra cái quái gì cả, thậm chí là nó mơ hồ, thậm chí nó cải lương, và thậm chí rất là buồn cười. Và ngay tại hải ngoại này thì nhiều người cũng quay mặt, nhưng mà họ vẫn có thể dụ dỗ được những người trong Việt Nam để mà làm những cái vật mà như cái con thiêu thân vậy,
để rồi cuối cùng thì sao, họ đi vào tù hết. Bằng chứng là cái tổ chức của ông Đào Minh Quân, tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, chúng ta thấy đến ngày hôm nay hàng trăm người đã bị đi vào tù về cái tổ chức này, trong khi mà ai ở hải ngoại cũng biết ông Đào Minh Quân trả ra cái gì hết. Cái tổ chức đó là tổ chức mà nói dốc nói láo và dựng chuyện, và không có cái quái gì để mà có thể tin tưởng được đây là một cái tổ chức đàng hoàng. Và cũng bị Việt Nam xác định rằng đây là một tổ chức khủng bố, và người nào dính vào cái tổ chức đó là đều bị đi tù hết. Và bằng chứng là chúng ta thấy là trong hàng trăm người bị bắt đi tù đó, có những người bị đi tù rất là quái đản, chỉ vì một cách mơ hồ đi theo, gọi là đẩy vào rồi kiểu như là bấm vào các cái việc mà tuyển chọn ông Đào Minh Quân, đồng ý cho ông Đào Minh Quân theo cái kiểu trưng đầu dân ý gì đó, theo cái kiểu mơ hồ của ông ta, cho ông ta lên làm tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, rất là tào lao như vậy, rồi đi tuyên truyền, đi vận động, rồi đi rủ rê những người khác vào cái tổ chức đó, cho nên bị đi tù. Đi tù nhiều khi bị cả chục năm tù, rất là quái đản, rất là ngu muội. Và đến bây giờ thì cái vụ việc của bà Phương Hằng cũng vậy, có một cái bà phụ nữ đó mà xuất hiện mà kêu đi hãy kết hợp đi là để hoạt động này hoạt động kia để mà chống chính quyền hay là làm vấn đề này vấn đề khác, thì đó là những cái điều chúng ta thấy rất là kinh thiên động địa. Và những người khác mà nghe đó mà cứ ầu ơ hoặc là cứ kết nối hoặc là cứ gật gù thì cũng là có thể bị xác định là đồng lõa, vẫn có thể bị khởi tố như bình thường. Và ở hải ngoại các cái tổ chức như vậy thì tại sao nó vịnh vào Phương Hằng, tại sao nó vịnh vào ông Minh Tuệ hay là vịnh vào những cái sự kiện khác? Thật ra đó nó sử dụng rất là nhiều chiêu trò. Chúng ta thấy là có lúc đó thì nó tâng bốc bà Phương Hằng, ca ngợi bà Phương Hằng lên tận mây xanh, nhưng mà ngược lại có những cái lúc thì nó quay sang nó chửi mắng bà Phương Hằng, nó tấn công bà Phương Hằng một cách thậm tệ. Ngay cả ông Minh Tuệ cũng vậy, có lúc thì nó tâng bốc ông Minh Tuệ lên tận mây xanh, rồi có lúc thì nó lại đi chỉ trích ông Minh Tuệ. Là bởi vì sao quý vị? Bởi vì nó muốn tạo ra cái hiệu ứng, nó muốn tạo ra cái sự kiện, nó muốn kéo coi như là những cái người ủng hộ, và nó muốn lợi dụng vào cái sự tập hợp quần chúng, cái lượng fan hâm mộ của những cái người đó để mà nó chiếm lĩnh hoặc là nó lèo lái cái lượng người hâm mộ đó theo một mục đích chính trị của nó. Thí dụ như bà Phương Hằng chẳng hạn, khi mà bà Phương Hằng lớn tiếng chỉ trích rất là nhiều thứ vấn đề, gọi là quốc không trật phát nào trong nhiều cái lĩnh vực và nhiều cái cá nhân, thì người ta lại hoan nghênh. Bởi vì sao? Bởi vì khuyến khích để mà bà Phương Hằng vạch áo cho người khác xem, hoặc là chỉ trích những cái sai trái gì đó trong Việt Nam, hoặc là tấn công vào những cái cá nhân, những cái người nổi tiếng, hoặc là thậm chí vào các cái gia đình quan chức chẳng hạn, để mà họ moi móc thêm những cái thông tin, họ muốn nắm thêm các vấn đề, và họ khuyến khích vỗ tay bà Phương Hằng để mà tăng bốc lên như vậy. Nhưng mà đến một cái lúc nào khác đó, thì khi mà bà Phương Hằng, ngay cả ông Minh Tuệ cũng vậy, thì những người này là những người mà không bị rơi vào cái thế bị lôi kéo, bởi vì họ tung hô. Nhưng mà bà Phương Hằng và ngay cả ông Minh Tuệ cũng biết là rõ ràng những cái điều đó là những cái điều mà nếu mà đi theo họ đó, nghe lời họ hoặc là mê mải với những cái lời mà tâng bốc của họ hay là cài đặt của họ thì rất có thể là đi sai. Đi sai đó, mà sai ở cái điều 331, thế cái kiểu là nói năng mà nó có thể bị tai nạn thì nó cũng còn có thể là nó khác đi, nó thông cảm. Nhưng mà cái sai phạm về lĩnh vực mà hình sự trong cái tội, trong những cái nhóm tội mà hoạt động chính trị đó, nó rất nguy hiểm, nó rất nặng. Và những cái nhóm mà họ muốn lôi kéo bà Phương Hằng với ông Minh Tuệ thì họ hoàn toàn họ hụt hẫng, hoàn toàn họ thất vọng, hoàn toàn họ cay cú, và họ quay sang họ chửi rủa bà Phương Hằng và chửi rủa ông Minh Tuệ. Bởi vì sao? Bởi vì họ thấy rằng hai cái người này đó khi mà mở miệng ra họ nói là họ yêu Việt Nam, họ nói là họ yêu chính quyền Việt Nam, họ nói là họ yêu nhân dân Việt Nam, yêu quốc gia Việt Nam và tuân thủ luật pháp của Việt Nam các thứ. Tức nghĩa là sao? Tức nghĩa rằng họ thấy lúc đó họ thấy là không thể lợi dụng được, không thể lôi kéo vào các cái mục đích chính trị được, không có thể lôi kéo vào các mục đích. Thí dụ như đầu tiên hết á,
muốn khuyến khích bà Phương Hằng, đặc biệt là khi bà Phương Hằng bị khởi tố, thì họ thay vì họ vịn vào cái thế là ủng hộ bà Phương Hằng để mà họ chống cái gì? Họ chống luật pháp Việt Nam, họ chống cái điều 331, họ chống cái hệ thống chính trị của Việt Nam, và họ kích hoạt lên như vậy, và họ muốn lôi kéo bà Phương Hằng ở cái thế đó là những người nạn nhân, những người bị chính quyền của Việt Nam khởi tố, bị đi giam tù và kích hoạt cái lòng thù hận để mà qua đó bà Phương Hằng thông qua cái vị thế của mình để mà lôi kéo quần chúng theo hướng đối đầu với chính quyền. Hoặc là họ cũng muốn là vịn vào ông Minh Tuệ cũng giống như vậy, tức là thầy đi tu, thầy đi khất thực, thầy làm những cái quyền tự do như vậy mà thầy bị bóp nghẹt, thầy bị cấm đoán hay là thầy không được cho đi nữa, thì họ cứ nói theo những cái điều như vậy. Và đến ngày hôm nay chúng ta cũng đã thấy ở tại hải ngoại này có nhiều người rất là mơ hồ, họ không hiểu gì cả, trong đó có cả những cái đám gọi là truyền thông cuội, hay là có cả những cái đám mà gọi là dân cử cuội đó, nó mang danh là nó chống cộng chống kẹo nhưng mà nó chả hiểu gì các vấn đề. Đến ngày hôm nay mà nó còn nói là ủng hộ Minh Tuệ thế này, ủng hộ Minh Tuệ thế kia, ủng hộ bà Phương Hằng thế nọ, hoặc là nó chống đối bà Phương Hằng, chống đối Minh Tuệ thế này thế kia, nhưng mà nó không có nói bật ra được cái vấn đề, cái gốc của nó là nằm ở chỗ nào. Trong khi chúng ta hiểu được là giữa ông Minh Tuệ, giữa bà Phương Hằng, những cái người này là một cái công dân bình thường ở trong xã hội Việt Nam, dĩ nhiên là cái vị thế của mỗi người mỗi khác và hoạt động của mỗi người mỗi khác, và cái lượng người ủng hộ và hoặc là người ta đánh giá về hai người này nó cũng cũng là một cái điều rất bình thường trong cái xã hội thôi, và là hoạt động đúng pháp luật, không có vấn đề gì hết. Đến ngày hôm nay bà Phương Hằng hay là ông Minh Tuệ vẫn là những công dân bình thường, đâu có bị cấm đoán, đâu có bị hạn chế đi lại, không có bị mà mời gọi hay làm yêu cầu phải làm thế này thế khác. Nhưng mà cho nên á, là những cái tổ chức hay là những cái cá nhân, hay nó đúng hơn là nằm trong một số các cái nhóm đảng phái mà muốn hoạt náo chính trị đó, hay là lợi dụng kích hoạt lên ở trong Việt Nam, thì trong thời điểm này họ rất là thất vọng. Thất vọng lắm, thất vọng bà Phương Hằng, thất vọng ông Minh Tuệ luôn. Bởi vì họ không sử dụng được, họ không lôi kéo được, họ không cài đặt được, họ không kích hoạt được, và họ không lôi kéo để mà tạo ra giống như một cái công cụ được. Chính vì vậy chúng ta sẽ thấy rằng đó, từ nay về sau bà Phương Hằng, đặc biệt là bà Phương Hằng và ngay cả ông Minh Tuệ nữa, rất có thể là sẽ trở thành một cái mục tiêu để mà họ đánh phá, trở thành một mục tiêu để mà họ xuyên tạc, trở thành một mục tiêu để mà họ chê bai, họ kích hoạt, gọi họ khiêu khích, và họ tạo ra nhiều cái mâu thuẫn để làm chi, để lôi kéo những người khác triệt hạ. Triệt hạ là những cái người đó thay vì tôi lôi kéo mà lôi kéo không được thì bây giờ tôi triệt hạ, để đánh đổ những cái hình ảnh đẹp trong cái lòng của người hâm mộ. Cho nên thời điểm này là thời điểm mà có lẽ rằng bà Phương Hằng, ông Minh Tuệ thì bây giờ ông cũng ngồi một chỗ, ông cũng tu hành thôi, chưa bao giờ ông trả lời, không chưa bao giờ ông tranh luận với bất cứ một người nào. Có thể hình ảnh ông Minh Tuệ thì nó lại dễ dàng hơn, nó lại an lành hơn, là bởi vì người ta khó để mà tiếp cận. Trong khi bà Phương Hằng thì bây giờ vẫn còn tiếp xúc, vẫn còn đau đớn, vẫn còn hay nghĩ đến những cái vấn đề mà ở ngoài xã hội, cho nên là nhiều khi cũng dễ bị tác động, nhiều khi mà họ tấn công một cách áp lực quá, rồi cái kiểu cường độ nó nặng nề quá, thì có khi bà Phương Hằng cũng phải lên tiếng. Và trong nhiều lần lên tiếng thì mình lên tiếng quá nhiều vấn đề khác nhau, thậm chí là mình nói quá nhiều thì cũng có thể bị bắt bẻ chỗ này chỗ kia. Thì những cái điều đó thì ở góc độ bà Phương Hằng có lẽ là sẽ là một mục tiêu, bởi vì mình có trả lời với họ, hoặc là thậm chí lâu lâu thì mình cũng đá xéo họ một cái, thì dĩ nhiên họ cũng sẽ thấy rằng có một sự tác động, cho nên là thành ra họ sẽ đeo bám nhiều hơn. Cho nên là chúng ta thấy là sự kiện bà Phương Hằng hay là sự kiện ông Minh Tuệ tiếp tục sẽ nóng, tiếp tục sẽ dữ dội. Và ở tại hải ngoại có một số cá nhân hay là một vài các cái nhóm nó cũng kích hoạt, nó cũng lợi dụng vào cái việc của bà Minh Hằng, bà Thương Hằng, để mà nó cho người này người kia lên chửi xéo, chửi xiên, chửi xỏ, thậm chí là dùng những cái từ rất là nặng nề quý vị. Chính chúng tôi cũng được nhóm này cá nhân kia mời gọi và kêu rằng là đi phỏng vấn họ đi, kêu rằng cho họ lên để mà nói những cái điều tương tự như vậy. Và Phương Hằng chúng tôi không chấp nhận,
bởi vì đó là những cái lời bịa đặt, những cái lời tấn công mang cái chất rất là miệt sát người khác, và họ nói chuyện mà họ không hiểu gì luật pháp Việt Nam. Đến bây giờ mà họ còn cong cổ lên, họ nói là Việt Nam muốn bắt ai thì bắt, Việt Nam muốn bỏ tù ai thì bỏ tù, Việt Nam muốn xét nhà ai thì xét nhà không cần lịnh lạc gì hết, và muốn đánh đập ai, hành hạ ai cũng được. Với những người mà với cách nói như vậy, khi mình nhìn nhận về Việt Nam thì làm sao chúng ta nói chuyện quý vị? Người ta cứ nhìn ở Việt Nam ở một cái góc độ mà trong cái trí tưởng tượng của họ của hồi thời nào đó chứ không phải là thời này. Trong khi đó cái hiện trạng của Việt Nam hiện giờ nó hoàn toàn khác, và luật pháp của Việt Nam hoàn toàn khác. Ngay cả cái luật tố tụng hình sự, luật tố tụng dân sự, hay là ngay cả cái luật hình sự của Việt Nam nó hoàn toàn khác. Họ nói mà họ không có một cái hệ quy chiếu. Trong đó rất là đáng tiếc khi mà những kẻ mà gọi là học luật ở Mỹ, những kẻ gọi là dân cử ở Mỹ, những kẻ gọi là tài phiệt làm ăn ở Mỹ, hay những kẻ gọi là hoạt náo hoạt ngôn gì ở trên các cái đài báo Hoa Kỳ này, nhưng mà về cái trình độ, cái dốt của họ là cái dốt về cái kiến thức ở trong Việt Nam. Dĩ nhiên là họ chống cộng hay là họ hô hào, họ muốn trục lợi, họ gây quỹ, họ muốn kiếm ăn gì đó qua cái việc mà chống cộng hay là quấn cờ vàng thì cái việc của họ. Nhưng mà đặt ra một vấn đề là phải nói cho đúng, còn nói cho sai thì thôi. Hồi xưa ông bà mình cũng có nói rằng là muốn bách chiến bách thắng, muốn thắng được đối thủ, thí dụ như họ muốn chống cộng, họ muốn thắng cộng sản đi, thì nó hỏi là bách chiến bách thắng thì làm sao, phải tri kỷ tri bỉ, nghĩa là mình phải biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận mới trăm thắng. Trong khi đó mình không chả biết địch, nhìn địch đó, kẻ nào cũng xấu hết. Nhiều người hải ngoại họ chống cộng, họ nhìn cộng sản là giống như là họ nói giống như là hồi thời mà quân quản vậy, hồi thời chính quyền mà họ non trẻ, rồi những cái cán bộ của cộng sản họ còn yếu kém, họ đi ra từ trong bưng biển, họ học hành yếu kém, họ trình độ không có, họ cứ nhìn như vậy. Trong khi đó bây giờ chúng ta nhìn các cái cán bộ cộng sản này như thế nào, họ học từ những cái trường đại học lớn, đại học nổi tiếng của thế giới. Và thậm chí là bây giờ ở tại Mỹ này, con em của cộng sản họ qua đây họ học, họ chiếm hết các cái trường lớn ở tại Hoa Kỳ này, thậm chí họ mua tài sản họ ở nơi đây, những người ở trong nước họ ra đó. Bây giờ cái góc nhìn nó hoàn toàn nó khác đi, cái lực lượng nó khác, cái em cung cách nó khác, cái chính sách nó khác, luật pháp nó khác. Mà trong khi họ công cổ, họ nói về những cái vấn đề của vợ Phương Hằng, và họ nói qua những cái vấn đề của Việt Nam, họ nói luôn là tác động luôn những cái người dân Việt Nam. Khi mà nói là dân Việt Nam sao ngu quá, đến đổi họ nói như vậy luôn. Tại sao không đứng lên đi học, tại sao không lên tiếng đi, tại sao cái điều 331 như vậy là không đấu tranh đi, rồi tại sao cái điều này điều kia điều nọ, và họ kích hoạt lên một kiểu như vậy quý vị. Cho nên rằng rất là dễ hiểu, lẽ ra đây là vấn đề mà chúng tôi không muốn nói, nhưng mà vì thời gian gần đây nó nổi lên nhiều cái sự việc lắm, và những cái đảng phái, những cái phe nhóm, những cái cá nhân nó thường hay trục lợi về những vấn đề chính trị, hay kích hoạt những cái sự mà chống đối đối với đảng Việt Nam đó, thì bây giờ nó lộ ra hết, nó lộ ra hết và nó gấp gáp lắm rồi. Bởi vì sao? Bởi vì chính họ không tạo ra sự kiện được, chính họ không có khả năng để mà lôi kéo người khác để mà ủng hộ, cho nên họ phải dựa vào những cái người nổi tiếng, họ dựa vào những cái sự kiện mà tập hợp đám đông. Dĩ nhiên là cái việc mà tập hợp đám đông như bà Phương Hằng khi mà mở cái cửa Đại Nam và kéo quần chúng đến rất là đông như vậy, đó là một cái điều mà nhiều cái tổ chức mà gọi là chống cộng họ rất là muốn. Họ muốn tập hợp như vậy, nhưng mà thay vì cầm cái micro để mà vận động quần chúng theo cái kiểu mà tự do thoải mái để mà chống cộng đó, thì họ mơ hồ, họ mơ những cái điều đó. Nhưng mà phải nói rằng tại sao chính quyền người ta vẫn để cho bà Phương Hằng làm những cái điều đó? Cái thứ nhất là chúng ta mới thấy được rằng cái dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, cái tự do ngôn luận ở Việt Nam đang khác đi. Cái thứ hai là người ta tin tưởng bà Phương Hằng, tin tưởng vào Đại Nam, và người ta tin tưởng vào, thậm chí là với cái lực lượng mà đông như vậy, quý vị có nghĩ là an ninh có trong đó hay không? Quý vị nghĩ rằng là ở phía bên an ninh văn hóa hay là những cái vấn đề mà họ bảo vệ liên quan đến cái nền tảng gì đó trong Việt Nam, cái vấn đề mà tập hợp quần chúng như vậy, không lẽ là người ta cảm thấy rằng nó an nguy đó, nếu mà nó nguy hiểm thì người ta có cho phép như vậy hay không? Trong khi Việt Nam đã từng có một cái nghị định được ban ra từ thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, cấm tụ tập 25 người trở lên cơ mà.
Thì trong khi đó là hàng ngàn người, hàng chục ngàn người, tại sao như vậy? Một cái khu mà vui chơi giải trí và của tư nhân, tại sao được cấp phép và tại sao được hoạt động trong rất nhiều năm và quần chúng đến rất là đông, chúng ta thấy không? Những cái điều này có nhiều người bây giờ là dính vào bà Phương Hằng, lợi dụng cái vụ đó để mà kích hoạt, dùng một người phụ nữ để mà nói này nói kia rồi để mà kích động. Điều đó làm sao mà có thể qua được, làm sao có thể mà bẫy được một cái người mà quá nhiều kinh nghiệm như bà Phương Hằng, một CEO mà có thể nói rằng từng trải. Cho nên á, đến ngày hôm nay chúng ta có thể thấy được rằng là cần phải làm rõ vấn đề này, góc độ nào cũng phải làm rõ, góc độ mà trả lời thanh danh cho cái bà đó cũng phải làm rõ, vấn đề là tìm ra chân lý cũng phải làm rõ, vấn đề mà nếu như có cái sự mà tác động, cái sự mà cài cắm, cái sự mà lôi kéo cũng phải làm rõ, bởi vì đó là một cái điều nguy hiểm. Bởi vì từ đây về sau đó nó có thể là tạo ra một cái tiền lệ, và từ đây về sau nó sẽ còn dữ dội hơn, và thậm chí nó sẽ còn gọi là nó công khai hơn và nó mạnh mẽ hơn, thì cái điều đó lại càng nguy hiểm. Cho nên thì một lần nữa có thể nói rằng chúng ta sẽ thấy rằng trong cái thời gian tới đó có thể là sẽ có những cái chuyển biến và nó sẽ có những cái kết luận nó rõ ràng hơn. Và ngay cả cái việc mà tập hợp quần chúng hay là các phát biểu của bà Phương Hằng hay là ngay cả của Minh Tuệ, các hoạt động nó cũng có thể sẽ khác đi và nó sẽ đi vào mà một cái quỹ đạo nào đó mà chúng ta cảm thấy rằng nó dễ hiểu hơn. Hôm nay thì chúng tôi cũng chỉ muốn chia sẻ đến đây thôi và sẽ trở lại quý vị về vấn đề này nữa khi mà có thêm những cái thông tin hoặc là có những cái cách nhìn nó khác đi, và chúng tôi sẽ tiếp tục để mà theo dõi. Và ở tại hải ngoại này cũng vậy, chúng tôi cũng sẽ coi những người ở bên ngoài này như thế nào. Thật ra thì ở bên ngoài này đó có một nhóm thôi quý vị, có một số thôi, chứ đa phần đó thì họ không có để ý, đa phần thì họ lo làm ăn, hoặc là đa phần thì họ nhìn cũng là giống giống với cách nhìn của những người trong Việt Nam. Nó không phải là một cái gì đó quá nặng nề theo cái kiểu là họ cứ hay nhận vơ rằng cái cộng đồng ở hải ngoại thế này, cộng đồng hải ngoại thế kia, họ chỉ nhân danh cho cá nhân họ hay là phe nhóm họ thôi, chứ không phải là họ không có cách nào mà họ nhân danh cái cộng đồng ở hải ngoại cả. Trong khi đó thì chúng ta thấy rằng đó có những cái kẻ ở hải ngoại mà tấn công miệt thị những người trong Việt Nam, miệt thị luôn ở Minh Tuệ, miệt thị luôn bà Phương Hằng, tấn công một cách vô lối như vậy. Và chúng tôi rất là ủng hộ nếu như mà bà Phương Hằng hay là ông Minh Tuệ hay là những người ủng hộ đó họ khởi kiện hoặc là họ đặt ra những cái vấn đề pháp lý để mà giành lấy lại cái công đạo, điều đó là rất là cần thiết. Ngay cả chúng tôi ở hải ngoại chúng tôi cũng không đồng ý những cái cách làm như vậy cả. Không phải là vô cớ mà tấn công miệt thị người ta, cái nghĩ rằng mình ở hải ngoại, mình ngồi ở xa ở những cái ghế salon ở bên hải ngoại này thì mình không bị ảnh hưởng, không bị chính quyền của Việt Nam họ sờ gáy tới, thì mình nghĩ là mình an toàn, mình công cổ, mình chửi họ để mà kiếm view hay là kiếm cái sự ủng hộ gì đó, hoặc là tạo ra muốn chứng minh rằng mình là anh đại, thì cái chuyện nó không bao giờ nên. Thì hôm nay chúng tôi chỉ muốn nói tới đây thôi. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày thật an lành, thật là vui tươi, trở lại quý vị trong chương trình tới.